chương trình Nói Đi Ngại Gì. Các bạn khán giả đang đến với chương trình Gương Mặt Showbiz. Hot Trend được thực hiện bởi truyền hình Thanh Niên. Và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành với những chương trình này. Nhắc đến kênh YouTube I Hate TV của báo Thanh Niên, không thể không nhắc đến ba chương trình giải trí ăn khách nhất hiện nay gồm Nói Đi Ngại Gì, Gương Mặt Showbiz và Hot Trend. Nếu Gương Mặt Showbiz là nơi hàng tuần những gương mặt nổi bật được mời đến để giao lưu và chia sẻ về những sản phẩm, những vấn đề nóng hổi xoay quanh mình, thì Hot Trend đón chào sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi nằm trong top trending của YouTube Việt, với đặc trưng là sự tương tác trực tiếp với khán giả. Nói Đi Ngại Gì với sự dẫn dắt của host Ellie Trần đã mổ xẻ không ít những bí mật của nghệ sĩ về những chủ đề nóng sốt trong xã hội. Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Trong năm 2020, hàng trăm nghệ sĩ khách mời đã đến với trường quay báo Thanh Niên để giao lưu cùng với quý vị khán giả. Ai đã trở thành quán quân về lượt xem trên kênh I Hate TV? Gương Mặt Showbiz Top 1 đã thuộc về dàn sao Vô Lăng Tình Yêu Giải Mã Tin Đồn Tình Cảm với gần 130.000 lượt xem và hơn 200.000 lượt xem tổng cộng. Từ sau chương trình này, mối quan hệ giữa Lãnh Thanh và Nam Em được chú ý hơn bao giờ hết. Mới đây, cả hai đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm, khiến cho người hâm mộ không khỏi vui mừng. Trước đó, trong chương trình này, bộ đôi cũng đã có những phản ứng hóa học gì? Cùng theo dõi lại nha! Em... là thành công. Cái gì? Trái tim... của ai? Vậy thì... em tưởng em không nhìn ra. Anh sẽ đánh cắp mọc xong đọc trên đôi môi. Em yêu anh bằng cả hơi thở, nụ cười và trong những giọt nước mắt của em. Hot Trend vị trí top 1 chính là T-Team và Blackpink Thái Vũ bật mí về MV Anh Là Người Xấu với hơn 105.000 lượt theo dõi chương trình, 600.000 lượt xem tổng cộng. Trong buổi giao lưu này, T-Team và Blackpink Thái Vũ đã chia sẻ nhiều bí mật thú vị về hậu trường MV Anh Là Người Xấu. Anh Thái nè, Vinh ơi. Nghe nè. Ê, MV sao á, anh mời vợ mày vô cái vai gọi là Em Là Người Xấu được không? Cũng giống giống cái vai của em vậy đó. Cũng cũng dê trai rồi ngủ đang nằm với trai được, kiểu được không? Ủa, không ghen hả? Không, trời, thì quan trọng là sao cái vai đó cho em, cái vai nào đậm đậm hơn vai đó là được. Nói Đi Ngại Gì Top 1 thuộc về lão đại Wowy, trút hết ruột gan về rap và mối quan hệ với Karik với hơn 614.000 lượt xem chương trình và hơn 3 triệu lượt xem tổng cộng. Trong chương trình này, Wowy đã có những chia sẻ hết sức chân thành về quá trình đến với rap, kể cả những lúc vinh quang và những khi vấp ngã, những điều đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống và phong cách rap của anh lẫn mối quan hệ với Karik từng được rất nhiều khán giả quan tâm. Video được xem nhiều nhất 2020 thuộc về lão đại Wowy lên tiếng việc Trấn Thành làm MV rap Việt với 2,8 triệu lượt xem vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam trong nhiều ngày liên tiếp. Đây là những chia sẻ lần đầu tiên của rapper Wowy giữa lúc Trấn Thành bị ném đá khi dẫn chương trình rap Việt. Trấn Thành sẽ làm dẫn chương trình. Anh cũng có một suy nghĩ hơi lạ, bởi vì nó là một cái lối mòn. Khi mà một chương trình nhạc rap thì mọi người phải là rap. Yeah. Tại sao anh Trấn Thành lại ở đó? Trong vị trí đó. Anh suy nghĩ về chuyện đó. Còn bạn, thích nhất phần giao lưu với nghệ sĩ nào? Bạn mong muốn gặp gỡ nghệ sĩ nào sắp tới? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi ngay nhé.